Đấy, này trời mưa nữa này. Trời mưa mù 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 mưa phùn. Mưa nhẹ nhẹ, mát lắm. Đó, đây là gang dây với chị hai. Chị hai hôm nay ngày nghỉ cuối cùng rồi, mai chị hai đi học lại rồi. Nhớ ngủ tối nay ngủ sớm nha. Không á, ngủ trễ rồi sáng dậy không nổi. Trời mưa phùn, mát mẻ. Cái chiều chủ nhật. Thấy vậy cả nhà bày ra đổ bánh xèo, món bánh xèo thôi, món xèo đó vậy chứ làm nhanh lắm, xào thịt xong cái pha bột cái đổ gọt có rau đó. Đây là một dĩa bánh xèo đầu tiên, tăng 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 tăng. Đổ với thịt gà, nhưng mà này đâu có tôm tôm tép gì đâu đổ. Đây là gì thứ hai, còn bếp gì đây, nắp xịn nè, nắp xịn nè mới làm đó. Hãy quên đẩy cái này.
Quay cảnh gia đình ăn uống chút cho anh nè, coi cho vui ha. Nó đây ăn gì? Nuôi thịt bằm. Nuôi thịt bằm này quậy quá anh ơi. Quậy thì ăn. Thôi chào cả nhà nha, chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ. Bye bye. Bye bye Tiên. Bye cả nhà. Bye bye.